Cái gì đây? Cái gì đây là cái gì đây? Thứ năm là vào ngày mai. Sophia, cho con cú công đi, cho con cú công thánh thần đi, bánh quả tám thánh thần cho anh em xem. Shit. Súng vẫn ngon, vẫn là cái gì đó nó đẳng cấp. Why? Why so fucking serious? Ui giời, lắp đời, xe lắp đời, ghê giời. Ba con thần tài, ba con thần tài, phải đâm vào con đường thần tài là dễ bốc cứt lắm đây nè. An thấy hoa vàng trên cỏ xanh đây nè, được chưa ạ? Hợp lý chưa? Nếu thích An thì em hãy nói qua ai đi, lòng này đang ngóng trông từ lâu. Người chơi là người thắng. An đã chiến thắng ở trong lòng các bạn rồi. Hết rồi. Lòng này đã ngóng trông từ lâu, từ lâu, từ lâu, từ lâu. Nếu thích ăn thì bạn hãy nói qua ai đi. Lấy con này không nhở? Vào nó vượng cái thằng ác của mình lên không nhở? Nhưng mà bán nó đi thì mình lại có 10 vàng. Bán nó đi mình có 10 vàng tiết kiệm. Vàng.
mà. Cần nhau đi, bán đi, lấy tiền tiết kiệm. An chờ nộ hũ. Thìa, 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 thìa. God damn it. Ăn chờ là chờ nổ hũ. Hũ 6 thôi nha. 6, 6, 7 thôi. Không căng thẳng lắm. Ăn chờ. Từ nãy giờ là hũ mấy? Hũ 2 đúng không? Cái phát đầu tiên thì chưa có. Phát đầu tiên thì chưa có. Bây giờ tạm coi là hũ 2 đi. Not bad. Đang cày trận thua nhỉ. Đang cày thua. 20 vàng tròn. Nào thì cày chuỗi thua. Không up cấp nữa. Không up cấp nữa. Hên xui. Hên xui, hên xui, hên xui. Nhìn là biết bốc cướp rồi đấy. Nhìn là biết bốc shit rồi đấy. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay anh đang gánh chịu. Căng cực, căng cực, căng cực, căng cực, căng cực, căng cực. À. Anh ngang mua máy giặt không ạ? Nhà anh hai cái máy giặt rồi. Anh cũng nếu như mua máy giặt để làm tree nữa, nhưng anh sắp chết rồi. Hên xui. Không ổn rồi, không ổn rồi. Sẽ gặp thằng yếu nhất cái bản đồ, em đừng. Có khi nào mình lại thắng nó không ta? Không giống lắm. Không giống cái việc là mình sẽ thắng nó lắm. Chết tôi rồi, bạn ơi, bạn làm thế này thì mất hết rồi, bạn ơi. Ơi, bạn mình ơi, hãy cùng mua vui. Ơi, bạn mình ơi, hãy cùng mua vui. Cay điếu chịu được, cay lắm, cay lắm, cay lắm. Có đồ chưa nhờ? Biết ngay mà, nghiệt xúc, nghiệt xúc. Thật chứ. Eat the fall. Cho con này vào đây là ngon chết luôn này, này. Nhưng mà từ từ. Came down. Came down. Came down. Trên đất rồng mình trồng dưa gang.
Sao lại cùi vậy được nhờ? Bỏ mà, tôi sẽ bỏ thần tài chứ. Tôi có giữ làm cái gì nữa, giờ này giữ thần tài. Chẳng qua là chưa có một phương án nào mắc binh hơn. Này người yêu, xin quay mặt đi. Đã hết yêu thương nhau rồi. Này người yêu, em đi về đi. Nhưng xin em đừng hờn trách tôi. Trái tim đã giá lạnh, từng giọt buồn rơi trong chiều mưa. Khét xóa môi hôn phai nhòa. Cho ai lòng càng nát tan, thì giờ đây tôi và em ăn tham. Nào, cho một con gì đó nó đẳng cấp đi nào. Một con tinh anh để có thể vực lại cả ván đấu nào. Tinh anh nhá, không phải tinh em nhá. Tinh anh chứ không phải tinh em nhá. Cố lên, cố lên. Kiếm súng giáp tiên thần. Kiếm súng giáp tiên thần. Sao nghe nó có cái mùi của... Nó có một cái mùi của Talon. Talon và Morgana lắm cái này. Fuck. Ồ, oh, vẫn thua kìa. Thực ra thì con này value đấy. Con này có value chứ không phải là không. Kịp không nhỉ? Lên level 7 mà không kiếm được con Saya mà. Và đúc lên 6 hộ pháp thì đúng là bốc cướp ăn vã thật. Cũng là một cái gì đó bốc cướp ăn vã luôn. Thôi. Ra bã cho anh.
ra bã cho anh, chặt nó ra bã cho anh. The unjust. Quyết tâm đấy. Bước chân đi cấm kỵ trở lại. Bước chân lại chó dại cắn Bill luôn. Hút máu. Choáng. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Phải có niềm tin. Phải có niềm tin. Lên em ơi, đừng để nó đánh. Đúng rồi, phải có niềm tin cơ. Rakan nữa là mắc binh rồi. Chính xác người anh em ơi. Chính con mạng nó xác rồi đấy. Rồi, hấp huyết. Hấp tình đại pháp. Hấp tình đại pháp. Lysine. Rakan nó là thần rừng, mà quan trọng là tôi bắt được con On sớm, hứa hẹn là sẽ có đồ để chơi. Cái áp lực về đồ nó đây rồi, ôi áp lực về đồ nó bớt căng thẳng hơn một chút rồi.
Cán bộ An trả lời bạn đặt sao cô tặng sao DC kia. Trả lời bạn đặt sao không tặng sao được kia kia. À, cái này thì thưa với bạn đạt từ từ đã nhá. Đợi tôi một tí xíu. Tôi thì oh my god. Tôi cũng không nắm rõ bởi vì rất nhiều người bị lag. Rất nhiều người bị lag tặng sao như vậy bạn ơi. Đơn giản là bạn F5 lại của tôi một cái thôi. F5 một cái thôi là ăn tiền rồi. F5 một cái thôi là ăn tiền rồi bạn tôi ơi. Mấy hôm trước cũng có bạn hỏi như thế nhưng mà lúc sau thì lại vẫn tặng được. Lag thôi. Thua rồi bạn ơi. Bạn mình ơi. Úi giời, bạn mình ơi. Xin lỗi nha, tôi đang tập trung quá. Tôi không để ý được. Ôi, bạn mình ơi, hãy cùng mua vui. Ôi, bạn mình ơi, hãy cùng mua vui. Tưng 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 tưng. Tư rưng tưng tưng. Tư rư 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 rư. Má, con kèn này của nó có người bị lag, có người bị khóa đó. Anh trước em cũng bị xong, phải feedback lại cho FB. Nó phải hôm feedback sau nó mới mở lại. Ồ, thế à? Mấy cái này anh rốt như con chó vậy. Đợi anh một tí. Mặt tay nó mới vãi cả đái tôi, chứ lị. Phải feedback lại. Chết chưa? Ô lát tôi vừa thấy đây. Chết chưa? Rút lông. À mà quên mất có một cái giọt nước mắt này từ nãy giờ chưa lắp. Lỗi tôi để ý nó sẽ là... À đây, ạt chốc. Xuất chiều cho nó nhanh. Cứ quên, từ nãy giờ tôi đang mải ngồi rôn. Kenen 3. Đây rồi. Cái này có rèn được cái này không nhở? Thử phát nhá.
có rèn được không ta? Từ từ sau tuần đi chợ đi. Biết đâu đi chợ mình lại lấy một cái đồ rác rưởi về thì mình rèn lại sau. Red Dog gì? Đã đâu vì đâu đâu mà Red Dog. Được à, rèn được à? Ờ, thế đúng rồi. Cái bàn tay hỏa tiễn này như cái cục cứt vậy. Để tôi vứt nó đi, Ngon à, ngon à. Tiền quyền. Hình như khô đế. Hình như khô đế cả, được, bình tĩnh. Được hay co thì cứ đợi một tí, bình tĩnh. Trong nước mà lát sau cô ấy xin tiễn người đi về nơi chốn xa xôi. Đấy, ma cái mải ngồi hát hò quên con mẹ nó mất không lấy đồ rồi. Mà cũng chẳng có cái đồ gì ngon để lấy cả. Lợp kinh. Ngon lắm, đây nha. Được hay cô thì nhìn đây là biết. Được, rèn được. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Chuyện tri rửa. Thơm như muối mít. Nó lại vừa khít lốt đít. Để đội hình hơi khó. Đội hình này toàn tay ngắn mà mấy con tay dài mình lại phải để ở bên trên, mình không giấu bên dưới được. Thế chứ lị. Nên là nó hơi bị khó chó một tí. Để này thì con à, không tắc lắm. Trong trường hợp Lee Sin tiến lên một bước thì không tắc lắm. Tiền quyền rồi. Ngon quá An ơi, đại bác hải tặc ngon quá An ơi. Tiền phong vẫn đi. Gõ đi, on. Tiền vãi đầy sân. Sương lắm Sun hấp ơi. Bây giờ thì tôi sẽ cho con Ly cầm cái này. Ly cầm cái này thì cái này thì cho con Zavan cầm đi. Zavan hay on nhỉ? On. Mùa đông vĩnh cửu. Tôi hay click chuột nhầm lắm. Mùa đâu? Sao không có? Cây cả ngày giờ mới đờ si đặt mông xem anh An. Hello Hoa Go. Chăm chỉ là tốt em ơi, chăm chỉ là tốt. Có một thằng có máy. Ui, trên con mẹ rồi.
Tôi vừa nhìn thấy một thằng khá điếm. Tôi vừa nhìn thấy một con. Vừa nhìn thấy một con Samira 2 đồ đạc khá ổn. Chết thì ngon. Mày chết. Đại gia tiền quyền Mạnh An đây rồi. Sáng nuôi tôm tối xem chim ăn. Ui xồ, combo ấy là mắc binh đấy. Anh em đợi tôi tí nhá. Tôi phải nắn. Lạ nhỉ. Vô lý thật, sao từ nãy đến giờ nó không ra thêm một con Aatrox nào nhỉ? Mày chết này. Choáng nó, đúng rồi. Giật giáo này, thu lông này. Nước. Pháp sư chiếm tướng. Chả biết bắt làm gì đâu, nhưng mà cứ bắt thôi. Lẽ biết bắt làm gì, đồ thì chả có, thích thì mình bắt thôi. Chúng mày định làm gì? Tiền quyền Han đại gia. Cho mấy ông chưa biết định nghĩa như thế nào là người nhà nhé. Người nhà cái gì? Lại bắt đầu cái này, cái Kenenba này. Thằng kia chết chưa? Cái Kenenba đây rồi. Sim giật chết rồi kìa.
xếp lại một chút nào. Bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm. Mình phải xếp lại một chút nào. Để các bọn mẹ đầu trâu mặt ngựa đứng ở trên. Chỗ đi thì ai thèm gì mà căng. Ok. Came down. Came down.